có anh lên để kêu quà từ thiện bỏ túi tiền, thấy không? Mới kêu hai ba bữa thôi, tháng sau có chiếc xe đi siêu xe lên được khoe. Chị mà như đó là chị đội quần ra đường, chị dám nói một câu, chị xấu hổ lắm. Vậy mấy ngày nay chị có coi cái clip của nghệ sĩ Vũ Luân không? Có, không có. Chị nghĩ sao về những gì mà... Thì Vũ Luân có nói là con Hồng Phượng mà thực sự mà nếu mà vậy á, là phải sao kê ra, theo như cảm nhận chị nói. Dạ. Yeah. Cao kê ra thì biết số tiền nhiêu nhiêu chứ. Giờ anh có mượn có doanh nghiệp có anh lên đó kêu quà thì tiền tiền biết bao nhiêu cho người ta kêu vào cái thùng không đáy biết bao nhiêu cho đủ. Đã cái người bản chất tham rồi, nếu mà công Loan á mà không ngăn chặn từng ngày tiền cứ phân có ào ào. Chị nói cho em biết không, Vũ Linh nó kêu cũng 1 tỷ thôi mà được 14 tỷ. Mà khoảng với anh Vũ Linh đây này, gần 3 tháng giống như tiền vào bao nhiêu nguồn. Chị nói thẳng vậy luôn. Là lý do sao mà là người ta phải bắt sao kê là lý do là vì chỗ đó mà ra. Chị uống nước có nước rồi mình đi. Khờ quá. Khi mà Hồng Loan lên tiếng đó chị, thì thấy là bên báo chí cũng đăng tin là Hồng Phượng thì cũng sao kê về cái số tiền cuốn điếu là nói là 600 triệu. Cũng như là cái tiền mà bên cái mà đưa cái nhạc BH vô là 89 triệu. Và cái số tiền 89 triệu là đưa cho Kim Nga để mà lo. Kim Nga này, chị thấy này, Kim Nga này. Kim Nga nó không giữ một đồng nào. Bởi tối nay giờ cái này á, con Kim Nga là cái con trợ lý của anh Năm, mà con trợ lý là người có quyền giữ tài sản của nhà anh Năm. Mà tại sao con lại không có quyền? Chị nói thật sự, nó dù trợ lý tốt cái nào cũng là người giúp việc thôi, nó là người của người ngoài. Mà tại sao cái người trong nhà con, dù con nuôi hai con đẻ cũng là có quyền, mà tại sao không đưa cho Hồng Loan mà phải đưa cho Hồng Nga? Là cái đó là bậy nè. Chạy con đó lên là mà con Hồng Nga nó nói một xu nó không giữ. Nếu mà con Hồng Nga này đâu hôm nay nói là con Hồng Nga mà muốn vinh quang cho bản thân mình thì lên đây có tụi super này nó phải nói cho rõ ràng. Không thôi là nói em á là đừng lỡ ăn chia trong đó làm sao ai biết được. Nhớ là cao ví dụ chị không có mình nói chị giữ tiền chị đâu có chịu. Chị nói đúng không? Là cao ví dụ em phải gửi tiền chị nói là tôi gặp mình gửi tao nào mà đã cho tao đâu có chịu. Đó là nên đó lụa chị em phải lên một tiếng này. Em phải phân phu sự thật này phải ra rõ ràng. Nếu mà em nói là em thương cầu Năm thì nên nhớ là em phải làm rõ ràng cái vụ này. Em phải trả trong sạch cho bản thân em. Đó cái đó quyền lợi của em. Đó chị nói vậy là còn làm hết không là việc của em. Còn em là dù trợ lý chỗ nào là em chỉ có người giúp em có quyền gì mà để cho người ta để lợi dụng làm tốt của em. Đó là người ta lợi dụng làm tốt của em. Mà cô dân mạng hồi trước tới giờ người ta rất là thương em. Mà cái đó mà em để cho người ta bị lợi dụng, người ta chùa rùa em, là cái đó là nói thằng một câu là em ngu. Mình không giữ mà để cho người ta tai tiếng dần, người ta băng tiếng mà mình ngu không gì nữa. Đấy là chị chia sẻ nè, thực tình. Nếu mà em không thể mà kinh khuyên vô dụng này đây. Giờ có còn á, em còn nhớ hồi đó mà mới cái vụ mà lấy mà nói con Hùng nó để chờ công an, con Hùng Nga để chờ công an và để chờ để công an giải quyết, có nhớ không? Là lúc đó là con Hồng Loan á, con Hồng Phượng là chưa con Hồng Loan cái vụ mà tìm bốn đứa đó đó. Chuyện mà hoàn cái kiểu đó ai mà chịu nổi. Con Hồng Loan này này, nó hiền quá đi. Còn tôi á hả, cái chuyện xá trai đuổi ra nhà không nên nhờ chứng quyền tiếc. Giờ tao không biết cái nhà của tao đã. Còn có vụ có tiền bạc, tao nói này, anh em ruột còn chết giết lẫn nhau về tiền bạc, không đây là còn đây là cô có mà không gì, mà gì là cái thớ gì hết á, chẳng qua là mượn ra con thằng mà thằng Phượng á, nó mượn danh nghĩa có Vũ lên để kêu gọi từ thiện để bà đua đòi mua xe này để xe kia để đánh bóng tên tuổi, còn có mẹ bầu xô bữa đó đó, lôi đó cho hết, có mẹ bầu xô đó thì có quen Vũ Linh. Chủ Linh nhờ đỡ để cho nó vô để nhân đỡ đó. Thì có mày bầu số đại lê để lấy cái vật câu thằng Phượng. Đã nói mày nói cái gì nó phải cho tình hợp lý. Nó đúng thôi. Thì những gì mà Kỳ nói theo sự thật này, tụi em phải mở rộng ra, càng rộng ra. Biết cái này có người xấu xa còn, con bỏ còn cũng không bằng. Chị tính ngày qua chị thấy mẹ con nó đây này, chị tính lên mà nắng quá, ngày qua chị thấy mẹ con chị kêu chị nó thẳng luôn á, mà ngày qua nắng quá chị không có lên được, mà chồng chị nó cao không, mà chồng nó nói cái chuyện gia đình của người ta, gia đình của người ta mà cái nào á bức xúc quá chị, bức xúc quá sao chị nói
con người chứ phải con chó đâu còn biết thương người, không thấy con người. Em nói con chó mà nó thương em nó về còn gửi đuôi, không thay bà. Suy nghĩ sao mà anh một câu anh năm hai cũng làm một câu hát ban nhạc đi. Em thương cậu cái lòng cậu nhưng hậu nó cũng biết xấu hổ. Cậu mới là xuống là kinh doanh thể xác của cậu là mà gọi là thương. Tôi không khi mẹ dạ dối hết. Ngày hôm qua chị tính ra chị bạch trần chờ xã hội luôn rồi. Bà cậu qua nắng qua trồng điểm cho đi. Chị nói hôm nay hen xuân thật là chị cũng nói luôn. Thứ người gì đâu mà không biết liên xì là cái gì. Dạ hôm nay thì tụi em ghi hình chị rồi chị cho phép mà em đăng lên mạng xã hội ha. Đó em đăng thà ba chuyện đó chị cho mở rộng ra hết được nam rộng ra có. Dạ rồi rồi em cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Để xin ý kiến chị tụi em mấy dám đăng. Tụi em có đăng đây. Dạ. Tụi em cần đăng rượu cần rộng tốt thôi chị nói như đó thôi. Dạ. Nói nhiều quá hay. Dạ. 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 Chị có nghe thông tin gì đang ở nhà không vậy? Tại vì em nghe nói là hình như là Kim Nga đã... thì Kim Na dọn ra khỏi nhà giờ chị nói xong đấy là chị em chắc có Kim Na. Kim Na dọn ra khỏi nhà hoặc hay em về quê lập việc đó, việc của em không được của em lựa chọn cái đó, không ai ép em được hết. Người ta có tình có việc thì em ở, không tình không nghiệp em thế là cái đó chuyện mình tình làm đời người ai cũng vậy mà thôi. Mà nhưng á cái vụ em mới dọn ra khỏi nhà em mình đi công bố cái vụ mà tiền cúng biếu này kia cái nọ em giữ đây, em mới làm cho rõ ràng thôi là em mang tiếng oan. Là Kim Nga phải lên tiếng đến chết. Phải lên đứng tiếng, cái đó quyền lợi của nó mà nó không làm thành nó mang tới công an không? Dạ. Chị nói xác định không? Em không giữ tiền mà kêu em giữ tiền đâu có được, người ta chạy tội đâu có được. Đó, là coi như là dù em giòn hay không giòn là em phải lên tiếng cái vụ này. Không thôi là người ta nói em chỉ có một chị lý là chị có quyền giữ tiền gia đình người ta. Đó, là em chỉ có khuyên em vậy, em phải bắt buộc phải nói theo sự thật. Có nói gì, có gì thì mình nói đây. Không phải để cho người ta chạy tù quốc hút em là cái đó là gọi là em ngu. Thôi những gì chị nói là chị em chia sẻ được ra chị cho đăng đó. Đăng bao nhiêu đăng. Dạ rồi. Thì hôm bữa chị có lên đây chị có bạch trần cái vụ gì đó. Dạ. Zalo nó vẫn còn nhiều đó chị thấy hết thả tim quá trời luôn. Dạ thì hôm nào đó tụi em có dịp sẽ gặp lại chị nữa. Chị nói em nghe này. Chị ru mặt đường mà chị tức mà chị nói với thằng rác. Dạ rồi, cảm ơn chị. Con kền kền nó ăn thịt của con kền xưa, cái xương cũng gầm lúc đó là. Còn hơn con kền kền nó còn gì nữa. Ngày qua chị tính lên chị nói thẳng luôn á. Chị không có sợ đâu. Có đưa ra pháp luật. Có kiện chị thấy rồi, chị cũng có sợ đấy, chị nói theo cảm nhận khắp xúc á chị. Ngày qua chị tính lên mạnh xăng rồi, qua nắng tới gặp chị á. Ở trong phòng mấy lại nó quen ra nắng chị cũng rồi. Cái nào cũng vừa phải thôi chứ. Đang là em bà chị này mà như bà Nhung đó đó. Chị mà như bà Nhung đó đó. Chị á phải khuyên này. Rồi con ơi. Rồi cái số phận con đã như vậy rồi. Thôi con á. Số phận con đã như vậy rồi thì con á. Là nhỏ thì một cô cha. À một cái mẹ giờ con một cô cha thì số phận của con đừng có buồn nữa. Rồi con cố gắng để con lo việc cho cha con hoàn chỉnh đi. Rồi á. Cái gì sáu phu. Sáu phụ thì sáu cứ phụ cho con. Đó là tình người. Đây cha chết chưa mờ mà thì không lo chuyện cho kỳ thì gặp tài sản. Giờ theo như chị biết cái là chị nói này. Cái sổ đỏ nhà đó thay như vậy cho mẹ con của con Hùng Lo á, con Hùng Phượng á, giữ đây á. Em đang trực tiếp cho nên thấy cái chia đây chị không chia đối với chuyện quan trọng mà đây chị nói đó. Đây là theo như chị đoán á. Thì giờ Hùng Lo đó phải lên báo cáo bên cơ quan chức năng chính quyền can thiệp vào cái vụ này. Báo cáo với cuốn sổ làm đứng tên cho em. Còn cái việc duy nhất em trả hiếu cho cha em làm đơn thưa kiện con Hồng Loan, á con Hồng Phượng. Còn tiền bao nhiêu bao nhiêu, chỉ tiêu cái gì cái gì, còn bao nhiêu không được tiếp theo em là cái số tiền còn lại từng thiệt cho ba em là em đó em không muốn ba em mất nợ tiền gian là vậy. Đó không được em trả hiếu đó. Vậy cái nhà đó mất sổ mất sổ thì nên mình trình bày mình bị mất sổ, làm sổ lại người ta tích lục lại trả lại luôn, đã bị mất rồi ha. À mình nói giờ cái vậy là mình báo mình nói là mình mất, mình trình bày là mình bị mất vậy vậy đó, mình lấy mình nói là mình bị người ta tích lập cho mình sang tên cho mình đứng tên. Còn má mẹ con bà đó hả, trời ơi đây Vũ Linh nói cái câu nó mừng quá mà không biết hình luật. Vũ Linh cho mà Hồng Loan không chịu cũng vậy thôi à, dù cái kịp đó cái bà chi chắc mà đây á chứ nói miệng á mà. Rồi hôm bữa bà nói là Vũ Linh nó nói là bà Sáu này rồi bà phá là 5 căn nhà hơn 1.000 lượng vàng, ai hoặc bà kia nó chơi thì cái đó Vũ Linh cũng nó chơi vậy phải không,
mình nói cái gì quyền lợi về mình không à. Rồi đại gia cùng một mạng nó thông minh lắm. Rồi đó cho thôi chị thắp nhang chị về. Dạ rồi. Bất quá trời đất. Cảm ơn chị cũng như cộng đồng khán giả. Tụi em đã chia sẻ rộng rãi vào cái vùng này. Em đang trực tiếp mấy chục ngàn người xem mà chị coi là tất cả này đây đây. Chị đã nói rồi, tụi em mới clip này thôi mà chị có cái clip không mà chị chia sẻ mấy người nè. Những cô chú chị quan hô chị này đó, quan hô chị ủng hộ chị không là thấy ra một lọt luôn ủng hộ chị hết đây đây. Thấy chưa? Những người ra bình luận đây ủng hộ chị hết. Thế nào cũng vừa phá tôi chứ, xúc sinh còn chưa bằng nữa. Chị lại cho đốt nhang đây, chị lại cho đốt nhang đây. Người còn không cầm thú nữa. Một câu cơ phô muốn biết nhục là cái gì? Bức xúc quá mà. Chị ở quận Bình Chánh. Chị bá xe lên đây là lên về là gần 600 ngàn đó. Giờ rồi đây là một cái khán giả ở Bình Chánh. Chứ đợt có chị về đấy đó máy xóm. Bình Chánh lên bức xúc quá. Không sao đâu. Chị là trên Trương Ngọc Ánh nữa. Thôi rồi cho chị đợi nha. Bây giờ có chị. Bây giờ cho chị đợi. Chị cũng Trương Ngọc Ánh nha. Chị không chơi Zalo, chị không chơi Facebook, chị trời thế chị không chơi mà nhân là ai muốn bình luận gì có đó. Chị đại quận mấy chị? Chị đại quận Bình Chánh nha. Đây là chị nói đây cần chút có chị. Chị không có nên nói ai là người phải có chút tinh tâm. Con chó nó còn biết thương con người, không thấy là con người. Chị có nói vậy á. Chạy chơi cái con hồng phượng á, hồng phượng đó. Không xứng đáng cho con chứng đau nha. Có cái gì mà ai lên mà ai vào thì chết mà ai thích ra cái tin này. Ai thích ra cái tin này. Này là phải ủng hộ đại các kênh có cả đây Singapore này chia đại đồng cả đấy này, người này không xứng đáng này, mất thanh danh của anh Linh này, nên nhớ này, mất thanh danh của anh Linh, đây là lấy danh dự của anh Linh để kiếm tiền bỏ túi riêng này, nên nhớ là cộng đồng mạng ủng hộ cho em Loan, nếu mà ai mà thương anh Linh thì ủng hộ cho em Loan, vì còn giọt máu duy nhất của anh Linh để lại dù con nuôi hai con đẻ chấp nhận con là gọi là con thì các khán giả tham gia nào mà yêu thích anh Linh thì nên nhớ một điều duy nhất là trước mọi người thì Linh là coi như là cái gì hồng phượng không đủ tư cách đứng lên sân khấu, còn nhớ là chị nhắc thêm một lần trước cái chuyện về này Hồng Loan, em trả hiếu cái cha, em phải tống một lá đơn lên thưa con Hồng Loan báo cho dự quân ba kêu gọi được từ thiện đó, cái đường duy nhất em trả hiếu cho cha từ thiện còn bao nhiêu tiền chỉ ra cái gì cái gì còn lại bao nhiêu để cũng ra vào điều tra cái số tiền đó làm từ thiện tiếp cho ba em, vì đời ba em đi làm từ thiện chứ bao giờ kêu gọi, thì hôm nay em làm lại đó là em trả hiếu cho ba em đó, để cái đường duy nhất em trả hiếu cho ba em đó. Rồi cảm ơn chị đại rất nhiều nha.